sao lại bài nghe nói tiếng Trung giao tiếp dễ dàng một của hội quán Tam thế? Trước tiên hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Cảm ơn. 谢谢. Tiếng Trung khó không? 汉语难吗? 中文难吗? Đi bưu điện. 去邮局. Mình đi đây. 我走了. Thầy giáo Vương. 王老师. Bạn con. 我朋友. Chào chú ạ. 叔叔好. Được ạ, cảm ơn. 好的,谢谢. Đều học tiếng Trung. 都学汉语. 都学中文. Bạn tên gì? 你叫什么名字? Phan Thủy Dương. Phan Chuy Yang. Trương Đông. Trang Tung. Xin hỏi quý tính của anh. 请问您贵姓? Tôi họ Nguyễn. 我姓阮. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại cách nói người nước nào. 哪国人? 哪? 哪? 国? 国? 人? 人? 哪国人? 哪国人? Nguyên văn là nào, nước, người. Bạn là người nước nào? 你是哪国人? 你是哪国人? Thủy Dương, bạn là người nước nào? 垂阳,你是哪国人? 垂阳,你是哪国人? Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ Việt Nam. Yue Nán. Yue. Yue. Nán. Nán. Yue Nán. Yue Nán. Người Việt Nam, nguyên văn là Việt Nam người. Yue Nán Rến. Yuenán人. Chúng tôi đều là người Việt Nam. 我们都是越南人. 我们都是越南人. Lâm cũng là người Việt Nam. A Lín 也是越南人. A Lín 也是越南人. Trương Đông không phải người Việt Nam. Trang Tung 不是越南人. Trang Tung 不是越南人. Mình là người Việt Nam. 我是越南人. 我是越南人. Thủy Dương, bạn là người nước nào? 垂阳,你是哪国人?
垂杨，你是哪国人？Mình là người Việt Nam. 我是越南人。我是越南人。Trương Đông, bạn thì sao? Trương Đông, 你呢? Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ Trung Quốc. Trung Quốc. Trung. Trung. Quốc. Quốc. Trung Quốc. Trung Quốc. Người Trung Quốc. Trung Quốc nhân. Trung Quốc nhân. Trương Đông là người Trung Quốc. Trương Đông là Trung Quốc nhân. Trương Đông là Trung Quốc nhân. Chúng tôi đều là người Trung Quốc. 我们都是中国人。我们都是中国人。Thủy Dương, bạn là người nước nào? 垂杨，你是哪国人？ 垂杨，你是哪国人？Mình là người Việt Nam. 我是越南人。我是越南人。Trương Đông, còn bạn? Trương Đông, 你呢? Mình là người Trung Quốc. 我是中国人。我是中国人。Bài học này đến đây là hết.